Xin chào các bạn đang theo dõi Vì Sao Thế Kiến Thức Thú Vị. Cảm ơn vì đã dành thời gian để ghé thăm kênh của chúng mình. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, báo chí và mạng xã hội đã nói rất nhiều về cái nóng chết người ở châu Âu. Việt Nam của chúng ta thì cũng đang trải qua một đợt nắng nóng kinh dị, đặc biệt là ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong những ngày nhiệt độ lên cao như vậy, có lẽ điều mà mọi người cần ngay lúc này là một cơn mưa thật lớn, thật lâu để có thể rửa trôi cái oi bức và tắm mát cho mọi vật. Đối với nhiều người, tắm mưa không chỉ là phương pháp giúp giải nhiệt mà còn là một sở thích khó bỏ. Tuy nhiên, xung quanh sở thích này lại có rất nhiều những tranh cãi. Liệu tắm mưa có thực sự tốt hay còn nhiều bất cập nào khác? Hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay để có câu trả lời. Quý vị và các bạn thân mến, bất cứ việc gì trên đời này cũng đều có hai mặt, kể cả việc tắm mưa mà chúng ta vừa nhắc tới ở trên. Để trả lời cho câu hỏi tắm mưa có thực sự là tốt hay không, chúng tôi sẽ phân tích hai mặt lợi và hại của việc này để các bạn cân nhắc nhé. Lợi ích đầu tiên và cũng dễ nhận thấy nhất đó là tắm mưa sẽ giúp giảm căng thẳng. Theo nghiên cứu, tâm trí của con người sẽ trở nên bình tĩnh, cơ thể cũng sẽ được thư giãn và căng thẳng sẽ giảm nếu tắm dưới mưa dù chỉ 5 phút. Khi nước mưa bao trùm toàn bộ cơ thể, chúng ta sẽ có cảm giác như được buông xả mọi buồn phiền, lo lắng và tức giận. Lợi ích thứ hai của việc tắm mưa đó là khiến cho làn da và mái tóc chắc khỏe. Trước tiên, chúng tôi xin được lý giải về hiện tượng mưa. Mưa xảy ra do sự ngưng tụ của hơi nước trên bầu trời dưới dạng những đám mây. Khi gặp điều kiện thích hợp, chúng sẽ tạo thành giọt nước nặng hơn không khí và rơi xuống đất, tạo thành cơn mưa. Chính vì vậy, nước mưa không chứa khoáng chất như nước máy hay là nước giếng. Việc thường xuyên rửa mặt và tắm bằng nước mưa sẽ giúp làm sạch da hiệu quả, cuốn trôi vi khuẩn xấu gây mụn và nhọt. Đặc biệt hơn cả, độ pH kiềm trong nước mưa còn giúp làm dịu mụn viêm, nhọt và duy trì độ ẩm, độ đàn hồi của làn da. Bên cạnh đó, dùng nước mưa gội đầu cũng có thể làm sạch bụi bẩn trên tóc và giảm nồng độ axit trên da đầu, từ đó duy trì độ chắc khỏe cho mái tóc. Vẫn biết cảm giác được dầm mưa là rất thích, nhất là trong những ngày nắng nóng như thế này. Nhưng đằng sau cảm giác dễ chịu và thích thú ấy lại là những mối nguy hại tới sức khỏe. Chúng tôi xin được kể ra một số bệnh mà bạn có thể dễ mắc phải khi tắm mưa như sau. Thứ nhất, đó là những bệnh về đường hô hấp. Khi bạn đi lại hay là hoạt động thì những lỗ chân lông sẽ giãn nở. Nếu bất chợt ngấm nước mưa sẽ khiến cho khí lạnh xâm nhập vào trong cơ thể. Lúc này cơ thể không thích nghi kịp sẽ dẫn đến cảm lạnh, kèm theo đó là những bệnh về đường hô hấp như là viêm xoang hay là viêm phổi. Với những người có tiền sử mắc hen suyễn, viêm phế quản mãn tính thì càng dễ nhiễm bệnh hơn. Thứ hai, đó là nấm da đầu. Đến đây thì có thể là các bạn sẽ thắc mắc tại sao ở trên chúng tôi nói là nước mưa giúp cho da và tóc chắc khỏe mà bây giờ lại nói rằng tắm mưa gây nấm da đầu. Liệu có nhầm lẫn gì ở đây hay không? Nhưng mà thực sự là không đâu ạ. Bởi vì nước mưa chỉ tốt cho làn da và mái tóc nếu như nó sạch. Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết nước mưa đều chứa một hàm lượng chất ô nhiễm rất cao, đặc biệt là ở những đô thị và khu công nghiệp. Bên cạnh đó, khi bạn dầm mưa, tóc và da đầu sẽ ở tình trạng ẩm ướt kéo dài. Các vi khuẩn có hại như là nấm sẽ rất dễ sinh sản. Chúng sẽ khiến cho bạn bị nấm da đầu, tóc cũng sẽ hư hại rất nhiều. Một vài triệu chứng có thể xuất hiện khi bạn dầm mưa, đó là ngứa da đầu, xuất hiện vảy gầu, tóc bết lại, sơ và trẻ ngọn hơn nhiều. Thứ ba, đó là viêm nang lông. Bất chợt dầm mưa khi đang đi trên đường đồng nghĩa với việc là bạn phải mặc quần áo ẩm ướt trong một thời gian dài. Đây là nguyên nhân gây ra chứng viêm nang lông cho cơ thể. Vì sao lại như vậy? Đó là vì khi tiếp xúc với môi trường ẩm ướt thì lông trên cơ thể sẽ mọc ngược vào bên trong, gây ra những vết thâm đen trên da, làm cho da trở nên thô ráp và sần sùi. Bạn sẽ cảm thấy ngứa ngáy, nếu nặng hơn thì có thể xuất hiện những nốt mụn mủ ở nang lông. Thứ tư, đó là nhiễm khuẩn da. Ghê gớm hơn cả viêm nang lông, việc dầm mưa còn gây ra nguy cơ khiến chúng ta bị nhiễm khuẩn da. Được biết, hàm lượng axit trong nước mưa khá cao, đó là do những chất độc hại trong môi trường không khí lẫn vào. Nếu tiếp xúc với nước mưa lâu, các chất độc hại này sẽ ngấm vào da, khiến chúng ta cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu. Dầm mưa nhiều hay để lâu không chữa có thể dẫn tới viêm da mủ, nhiễm khuẩn da, nấm da và lở loét. Còn với những người béo phì thì có thể dễ mắc thêm những bệnh viêm kẽ, hăm kẽ, nếp dưới vú, nách và bẹn. Hơn nữa thì trong trường hợp phải dầm mưa lâu, nhất là trong cảnh tắc đường giờ tan tầm ở thủ đô Hà Nội, thì vùng da dưới chân sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Lúc này hầu hết mọi người đều mặc trang phục đi làm, đeo tất và sò giày, ẩm ướt trong thời gian dài sẽ dẫn đến bùng phát nhanh tình trạng nấm kẽ ở bàn chân, hoặc nguy hiểm hơn là gây ra tình trạng nhiễm trùng bội nhiễm trên những người bệnh có sẵn những bệnh lý như là chàm ở chân, những người bị đái tháo đường hay là người bị bệnh viêm mạch hoại tử ở chân. Dầm mưa gây ra nhiều tác hại như vậy, liệu có cách nào để khắc phục hay không? Hãy theo dõi tiếp video để biết thêm một số tip bổ ích giúp giữ gìn sức khỏe sau khi chẳng may dính phải mưa. Vâng, các bác sĩ khuyên rằng sau khi dầm mưa, điều quan trọng nhất là chúng ta nên giữ nhiệt cho cơ thể bằng cách lau khô người, nghỉ ngơi, giữ cho thân nhiệt ổn định. Bạn cũng có thể sử dụng một số thức uống tăng sức đề kháng và làm ấm cơ thể như là trà gừng, nước cam hay nước chanh. Vẫn biết nước mưa có thể gây ra nhiều bệnh ngoài da, nhưng bạn cũng chớ nên vội vàng đi tắm. Bởi khi cơ thể bạn đang lạnh mà đi tắm ngay sẽ khiến cho cơ thể bị thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột, điều này có thể dẫn tới đột quỵ. Hãy đợi tới khi hết lạnh rồi mới đi tắm gội. Bạn nên sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ để loại bỏ những tạp chất trên bề mặt da. Cũng đừng quên sử dụng dầu xả sau khi gội đầu để duy trì độ ẩm cho mái tóc, giúp tóc mềm mượt và bóng khỏe. Hãy nhớ là lau khô người thật kỹ trước khi mặc quần áo để tránh bị nhiễm trùng nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những phân tích của chúng tôi về mặt lợi, mặt hại của việc tắm mưa, cùng với đó là những tip đơn giản mà hữu ích giúp bạn chăm sóc tốt cho cơ thể sau khi tắm mưa. Và có lẽ tới đây thì các bạn cũng đã có câu trả lời của riêng mình cho câu hỏi tắm mưa liệu có thực sự tốt hay là không rồi, đúng không nào? Chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!